Cứng cái tay không cử động được luôn, giống chè Việt Nam quá ta. Wow. Hello, xin chào mọi người. Thì mấy bữa nay trời đã bắt đầu nóng rồi á, nên là mình rất là thèm chè. Mà ở Việt Nam mình rất là hay ăn cái món chè bánh lọt này, sim sa hạt lựu ăn rất là ngon. Ngày nào đi chợ cũng mua hết đó, mà bây giờ ở đây thì tất nhiên là phải tự làm rồi chứ ở đâu mà bán đúng không? Thì bây giờ mình mua cái bột bánh lọt này về để làm thử xem thử là có thành công không. Thì mình có cái bột bánh lọt này nè, rồi có đậu xanh, đây là sương sa hạt lựu này, có nước cốt dừa, cái này thì mình lấy của chồng mình á để mình bỏ thành làm con lọt nè, với lại là lá dứa. Thì chồng mình có mua thêm cho mình cái đường nâu này để về làm nước đường. Lá dứa mình rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt nhỏ để bỏ vào máy xay. Sau khi bỏ nước vào thì mình sẽ xay nha. Sau khi xay xong lá dứa thì mình sẽ bỏ vào một cái túi để lọc lấy nước. Đổ bột bánh lọt vô nha. Bên trong sẽ có một cái gói phẩm màu tự nhiên. Bây giờ sẽ đi rửa đậu xanh để nấu nha. Cho vào đây một xíu muối và mình sẽ nấu lên. Mình sẽ bỏ 900 ml nước. Nước cùng với lại là nước nước cốt của lá dứa vào đây. Mình sẽ khuấy tan bột của mình lên nha. Bây giờ mình sẽ nấu. Khuấy đều liên tục. Đây, đậu xanh này. Cho thêm một chút dầu ăn cho nó đỡ dính nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cái bột xong rồi mình sẽ bỏ vào cái đây nè, thử xem là nó có ra được cái con lọt không nha. Thất bại mọi người ơi, nó không chịu lọt gì hết. Bây giờ mình sẽ bỏ trong cái túi này và mình sẽ nặn xuống. Chờ cách kia thất bại quá. Những cái con lọc chín thì mình sẽ vớt nó ra và bỏ vào một thau nước lọc. Đây là thành quả con lọc của mình. Trời ơi là trời, nó mệt dã man luôn mọi người ơi. Tại vì nó không chịu lọt. Mình phải nặn bằng cái bắt túi bắt kem rất là lâu. Đậu xanh mình sẽ đánh nhuyễn cùng với đường. Bây giờ mình sẽ nấu hạt lựu nha mọi người. Ngâm một chút đá, nước đá lạnh với lại con lọc cho nó dai, ngon hơn. Đang nấu sương sa hạt lựu nè mọi người. Sau khi bỏ đường thì mình sẽ nấu lại một chút nữa cho cái đậu xanh của mình nó mềm hơn. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường nha mọi người. Mình sẽ nấu khoảng 200 g đường với lại là 200 ml nước. Phần đậu xanh của mình là đã được rồi này mọi người. Đây là thành phẩm sau mấy tiếng ngồi nè, nấu nấu nè mọi người. Đây phần sương sa hạt lựu mình nấu hơi quá tay, tính nó một nửa thôi, nhưng mà mình lỡ mình đổ hết á nên hơi nhiều. Phần con lò của mình, cái này là mất cái cơ, hai cái tay muốn rã luôn nè mọi người, tại vì không có cái rổ để cho nó cái con lò nó đi xuống á. Phần sau đánh của mình đây, nước cốt dừa rất là ngon. Đây là nước đường nè, khá là đầy đủ ha, thiếu đậu nữa là đầy đủ, nhưng mà bữa nay mình không có thích ăn đậu nên là chỉ nấu chừng này là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước dừa nha mọi người. Dùng cái loại này không biết là có ngon không nữa.
Mình nấu với lửa nhỏ, cho thêm một chút muối vào đây. Cái loại này nó đã cũng hơi đặc bạc rồi nè mọi người. Đây, những cái topping của mình đã hoàn tất nha mọi người. Có bánh lọt nè, bánh lọt lá dứa nè, có xương xa hạt lựu nè. Đây là đậu xanh đánh của mình, nước cốt dừa với lại là nước đường nha. Hello mọi người nha. Hôm nay ăn món chè bột, chè con lọt lá dứa màu xanh, cũng mặc một áo xanh luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây, chuẩn bị một ly đá đập, giống như là chơi đầu hàng á mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ múc cái con lọt này nha, múc vào đây. Cái này hồi ở Việt Nam mình hay gọi là ăn chè sâu xanh đó mọi người. Xong rồi ở miền Nam người ta gọi miền Tây người ta gọi là bánh chè con lọt á, nên mình gọi tên gọi chung luôn. Đây là xương sa hạt lựu nha mọi người. Nấu cái này hơi nhiều nhưng mà bỏ vô cho nó có màu sắc nè. Đó, sẽ bỏ đậu xanh, đậu hơi cứng cứng rồi nè. Cái này ăn không với lại đá đập cũng ngon lắm nè mọi người. Ồ, rất là ngon. Đây là nước đường nha. Thưa nước đường lên. Do mình thích ăn đá nên bỏ hơi nhiều một chút. Và cuối cùng là nước cốt dừa nha mọi người. Nước cốt dừa đã nấu. Đó, thưa lên. Rất là ngon. Thích ăn nhiều nước cốt dừa. Mình thấy cái chè này người ta thường sẽ có thêm là đậu nè, hoặc là thạch, xương sa, thạch đen á. Nhưng mà như thế này đối với mình là đủ rồi. Tại vì mình đi ăn chè mình cũng chỉ gọi chủ yếu là con lọt, hạt lựu với lại là đậu xanh thôi. Mình không thích bỏ thêm đậu hay cái gì hết. Tan tan. Thơm ngon. Thưởng thức nha mọi người. Hôm nay trời siêu nắng luôn nè mọi người ơi. Hôm nay trời siêu nắng luôn các mọi người. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái ly chè của mình nha. Lâu lắm rồi mới được thưởng thức ăn chè á mọi người. Ở bên đây thì mình cũng có thấy bán chè ở trong mấy cái cửa hàng của người Việt á, mình thấy có bán chè nhưng mà chỉ có bán chè chuối thôi. Còn mấy cái chè bánh lọt này thì không thấy bán, mà thường bán cũng rất là mắc. Thôi cực một chút tự làm. Mình chụp đều lên nha. Nhìn cũng giống chè Việt Nam quá ta. Rồi sẽ ăn thử nha. Không giống hết được 100% như cái vị mình ăn ở Việt Nam mà hay mua trong chợ. Cái đó thì những cái người ta chuyên nghiệp bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cũng được tầm 70% á mọi người. Tại vì á, những cái chè này mà mình ăn á, người ta sẽ có cái công thức riêng nấu sẽ thơm hơn. Nhưng mà cũng ngon nha. Ở Đức mà ăn được cái ly này á, quá là hạnh phúc. Tuyệt vời. Tí nữa về hỏi thử cho mình có ăn được cái món này không nha. Ngày mai em gái chồng có ba chơi thì chắc chắn con bé nó cũng muốn thử cái này. Vì em gái chồng mình cái gì cũng muốn thử hết á. Còn chồng mình á,
chắc chắn sẽ không chịu ăn cái món này, nhưng mà mình cứ hỏi thử xem chồng mình có muốn ăn thử không. Tại vì á, chồng mình á, trong cái món này là có đậu nè. Chồng mình rất là ghét ăn những cái đồ liên quan đến đậu nha. Đậu Hà Lan á thì chồng mình ăn, còn mấy cái đậu khác chồng mình không ăn. Rồi à, có cái gì không? Cốt dừa. Chồng mình rất là ghét dừa nha. Kiến ăn số 1. Nên là những cái món ăn vặt vậy chắc chắn là chồng mình sẽ không chịu ăn. Ngon quá. Bữa nay mình làm hơi nhiều để cho con bé nó ăn nữa. Cái đậu xanh rất là ngon luôn á. Nhiều khi mình đi mua chè ở ngoài chợ, cái đậu xanh của người ta làm ngọt rất là gắt luôn. Nhưng mà cái đậu xanh mình tự làm thì mình sẽ bỏ vừa đường thôi, ăn nó sẽ không có bị gắt. Với lại ở đây mình chưa kiếm được mua cái loại dầu chuối. Dầu chuối mà bỏ vô đậu xanh đồ này kia, mùi sẽ rất là thơm. Dầu chuối hay gọi là vani á. Này là ngẫu hứng, trời nắng quá là mình nấu thôi, không có kế hoạch gì hết mà được thành quả như này, không bỏ công. Ngồi nặng cái con lọt này, bất lực luôn mọi người. Tại vì con lọt à, người ta bày bỏ vô cái rổ á, nó sẽ lọt xuống. Nhưng mà cái bột của mình nó hơi đặc á, mình phải bỏ vô cái túi bắt kem để bắt. Oh my god, nó siêu gọi là cái tay lúc mà mình khuấy cái bột nó đã rất là lâu rồi á, tay phải gồng hai cái tay lên nè. Lúc sau á mà bắt từng cái con lọt xuống nữa là cái tay của mình giống như là không có tê cứng, cái tay không cử động được luôn. Trời ơi, siêu mất công luôn. Bữa sau phải nhờ chồng mua cái đồ làm mì á, để cho nó lọt ấn xuống. Còn cái đồ của chồng mình á, cái con nó không có lọt xuống tí nào luôn, nó mắc cái cục bột ở trên đó luôn. Bây giờ mình đã làm một cái ly chè cho chồng mình. Chồng mình đi làm về, có thử là chồng mình có ăn không nha mọi người. Khoa ăn nè. Just try đi. What? Mix that. No. Have to try. Không, mix all under honey, under. Yeah. Let honey, can have three yellow, pink and green. Ich habe gerade gegessen. Ja. Một người không thích ăn nước cốt dừa cho hay. Rồi, tới công chuyện này. Ok, cứ tuần năm bà tiệt đó. Bây giờ bé sẽ thử ăn chè của mình làm nha. Đây. Ít đen cờ ghét tần ít ai sờ. Bé sờ ai hồi thờ. Ít phụgish. Mẹ phụgish. Bà bà lùa phụ phía đi. Ok, ê. It's okay. Wow, em gái mình đã thích món này nha mọi người. Không có như người này ăn cái món ói. Honey, upa ghe van gesten. Yeah, sweater can that esten. Es ist nicht komisch. Wegen der Konsistenz? Ja. Aber du kannst essen, ist okay. Wirklich? Sure. Wirklich? Wow, du bist wieder magic. Du biết đằng nào? Du biết đằng nào? Yeah, super fear. Yeah, super fear. Yeah, super lecker. Mm-hmm.
Here. Mm-hmm. Yeah. Soup. This is ambestan. Mm-hmm. Mm-hmm. Super, super lekker. He he, special mark đó nè. Oh ho. Ok, bây giờ sẽ cho em bé một phần. Chị mang về nha. Nếu mọi người yêu thích gia đình mình thì hãy cho tụi mình một like và một đăng ký kênh nha, để giúp cho kênh của tụi mình phát triển hơn nữa.